Em tiếp tục với chuyên mục xả hàng để em chuyển địa điểm quý vị nhé. Nhiều quý vị thì cứ bảo là chiêu hay trò thì mai kia em chuyển địa điểm thì quý vị sẽ biết. Nhưng còn em cũng không phải là thích để đưa lên là suốt ngày bán hàng những cái này, không phải suốt ngày thích để chuyển địa điểm đâu các bạn. Nhưng mà em chuyển nó cũng vẫn cách gần ngay đây thôi, nhưng mà nó chuyển để nó phù hợp với lại phương tiện đi lại đường xá để vận chuyển hàng giao đến cho quý vị thôi, để nó đỡ bất tiện mọi cái thôi, chứ còn cũng không phải là thích chuyển địa điểm đâu quý vị ạ. Bởi vì chuyển đây nay đây mai đó nó rất mất thời gian để bán hàng quý vị, chứ không phải là thích chuyển là chuyển chuyển để nó gần trung tâm hoặc gần xe cộ, gần thuận tiện hơn, giao hàng nó dễ hơn, nó gửi nó nhanh hơn thôi, chứ còn không phải là nhiều bác lên bình luận thằng này lại cái chiêu xả hàng, xả hay không chuyển hay không thì sau này các bác sẽ biết địa điểm của em, chứ còn bọn em thế thôi, không thích chiêu, sướng nhưng mà chiêu cả. Bắt đầu từ lô nồi cơm điện quý vị nhé. Nồi cơm điện thì giải từ đây đến nói chung là em giải luôn khắp nhà đây, nồi cơm điện này nói chung là chỗ nào vớt đây cả đống rồi các bạn nhé. Nồi với tầm này thì khá là đẹp. Bao sống cho quý vị nhé, bác nào lấy, bởi vì đây là nó về tận tại Phú Thọ rồi. Đây là nồi cơm điện của Nhật, toàn hàng thống hàng đẹp. Nói chung nó đẹp thì nó cũng không phải, nếu mà đẹp như những con này thì nó phải 2-3 triệu, nhưng mà như thế này là đẹp thôi nhé bác nhé. Dùng gia đình lau vệ sinh đi thì nó quá là đẹp. Dùng hàng Nhật chứ. Giá 600k nhé, yêu cầu lấy từ 5 đến 7 cái trở lên nhé. 600k là từ 5 cái trở lên quý vị nhé, nghĩa là lấy ít nhất từ 5 cái trở lên 600k, còn lấy lẻ 800k một cái, bao sống hết quý vị nhé, lấy lẻ 800 nghìn một cái. Thế là nồi Nhật xịn bao sống nhé. Còn nồi Nhật ngoài đấy ra thì vẫn còn những mã này em cũng không quay chi tiết lắm đâu, nhưng bao sống như quý vị là bao sống quý vị đây nhé. Ngoài ra thì có một cái nồi lít 8 đây, cái nồi Sanyo, nồi này là một lít 8 to vật vã đây nhé. Nồi Sanyo một lít 8 to vật vã, cái này 2 triệu các bác nhé, một lít 8. Còn đâu là những cái kia là đều những cái kia 600k, yêu cầu lấy từ 5 cái trở lên, còn lấy lẻ vẫn 800 nhé, bao sống. Tiếp tục đến chuyên mục xả thì nhiều lắm quý vị ạ. Xả thì nhiều lắm, rất là nhiều ở đây của những cái nào cồng cảnh em xả. Đôi JBL này có bát nào gạch thì gạch tiếp luôn này, đây bát 25 dòng karaoke cao 1 mét luôn, bát 25 nhé bác nhé. Con này giá của em nó là 10.500.000, những đôi này thì các bác không phải nghĩ rồi, đôi này là 10.500.000. Đây là từ nó chặt quá, em muốn quay gần cho bác nhìn nhưng nó khó, nó nhìn thấy quá, bác đợi em chút nữa. Nhìn thấy mã sau cho quý vị nhìn. Mã của đôi này em đã có quay một clip rồi nhé. Đây. Đây là đôi JBL ARC 1000 các bác nhé, hàng USA. Giá 10 triệu bớt 500, còn 10 triệu nhé, trước 10 triệu rưỡi, 10 triệu. Hàng thùng vách thì còn đẹp không linh rồi, cái căng đầy đủ nhé, cái căng đầy đủ. Là các loại nồi nói chung nhiều lắm, cái căng đầy đủ. Báo xả là xả chứ không phải. Đây là bộ VX88 vừa về nhé, bác nào thật bộ này thì rất nhiều bác hỏi nhé. Bác nào nhanh tay thì lấy hộ em VX88 giá 7.800.000. Còn bộ này thì chỉ đăng lên rời tay là làm bay thôi, nói thật quý vị em cũng phải lấy bộ nọ gỡ bộ kia, những bộ này thì các bác ấy rất là kết nhé, rời tay là bay. VX88 7.800.000. Còn con đôi loa Nga S50B kia giá 5 triệu cho nhanh, đã có clip rồi nhé bác nhé.
tiếp tục đây, bác nào hỏi dàn chung này, có dàn chung nhé. Có dàn chung Panasonic. Đây là dàn chung Panasonic này. Panasonic CH404. Những bộ dàn này em đều có cửa ly test rồi. Bình thường giá của nó 3 triệu 6, giờ 3 triệu. Chuyển hàng cho nhanh. Và Panasonic VC818 nữa. Bác nào cần em gửi clip cho. Bình thường giá của nó 3 triệu 6, 3 triệu 8, bây giờ 3 triệu. Xuống hết để em chuyển hàng cho nó nhẹ. Nhà. Đây, các bác đã nhìn thấy combo của cái bộ Technic này chưa? Technic Su V22 nhá. V22, con này bật đèn vu lên nó sáng rực tất cả luôn. Cực kỳ là đẹp, đã có clip test riêng. Trước giá 5 triệu 9, giờ để các bác 5 triệu, gồm có 3 thớt, 1 tuner, 2 cassette, 3 là âm ly nhá. Chưa các bác. Còn nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà đây, tiếp tục bộ Technic D7000. Đẹp lung linh, có clip test riêng rồi quý vị nhé. Đẹp lung linh. Clip trên đấy của nó em nhớ là 8 triệu 9 hay 9 triệu mấy ấy. 8 triệu 9 hay là tầm 9 triệu 8 ấy. Chắc chắn trên. Giờ để quý vị 8 triệu, quý vị đã bốc nhanh. Tất cả mọi chức năng hoạt động tốt hết. 8 triệu quý vị nhé. Em quay lại để em vét cho nó thật nhanh cho nó hết thì quý vị ạ, chứ không nhiều quý vị hỏi, thật ra là còn nhiều hàng lắm nhưng mà em không có thời gian để quay đâu. Vét cho nhanh. Còn một số lô âm ly đây để em nhắc ra quý vị, không mấy quý vị hôm qua bảo quay cho ra ngoài cho nó dễ nhìn. Chuyển cái gì chuyển ra chuyển vào suốt mệt lắm. Đây em quay cho quý vị xem, đây là bộ cell. Bộ này em đã mới lấy về chưa kịp quay. Đây bộ cell, cái thớt trên cùng này là thớt thứ hai, là thớt cassette dưới. Thớt trên cùng này là thớt phoen âm ly. Hàng còn rất là đẹp, đây là bụi. Thớt dưới cùng là thớt cassette. Bộ này là đang 3 triệu 9, để quý vị 3 triệu nhé. 3 triệu được 3 thớt, cả âm ly, cả cassette, cả tuner, dùng quá chất rồi, 3 triệu. Thớt cell wood nhé, quý vị nhé, cell wood nhé. Đây. Báo đẹp là đẹp, quý vị nào cần thì em ơi biết. Tiếp tục xuống dưới là thớt Fisher. Hàng này thì Fisher thì rất là nổi tiếng rồi, các bác nói Fisher thì các bác biết rồi. Ba thớt luôn, Fisher gồm có cassette, âm ly và tuner luôn nhé. Ba thớt Fisher này, em xem giá. Bởi vì là có xả giá thì cho quý vị, báo cáo quý vị là có xả thì cũng ít nhất thì nó chỉ lỗ ít, không thể lỗ nhiều quá được. Thớt Fisher này nó hơn 4 triệu quý vị ạ. Giờ để quý vị 3 triệu rưỡi cho nhanh. Fisher này nhé, ba thước Fisher này nhé, 3 triệu rưỡi. Quý vị nhớ nhắc cho em theo clip nhé, 3 triệu rưỡi. Tiếp đến là ba thước, đấy tất cả hàng này lau đi về.